nắng nóng trên công trường Metro. Thời điểm cả nước đang giãn cách xã hội vì dịch bệnh, tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên vẫn làm việc giữa cái nắng gay gắt không ngừng trên công trường để đảm bảo an toàn trước dịch bệnh. Sáng 21 tháng 4, giữa cái nắng gay gắt của đội ngũ kỹ sư công nhân trên tuyến Metro số 1 đoạn trên cao và đi bóc thuộc gói thầu CP2, đại diện Ban Quản lý Dự án Đường sắt Đô thị thành phố cho biết, các nhà thầu Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên vẫn làm việc không ngừng trong giai đoạn nước rút và ưu tiên hàng đầu cán bộ kỹ sư công nhân trên công trường phải an toàn trước dịch bệnh. Nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án, chủ đầu tư cùng với nhà thầu đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục cần thiết cho công tác đón tàu về như lắp mái, lắp dựng tôn vách các tòa nhà xưởng chính, nhà tiện bánh xe để tàu về. Trong năm nay, đoàn tàu Metro số 1 sẽ được vận hành kỹ thuật đoạn trên cao từ ngã tư Bình Thái về đi bóc Long Bình quận 9. Công tác thi công Metro số 1 đoạn trên cao và đi bóc thuộc gói thầu CP2 do liên danh nhà thầu Sumitomo và Senko 6 thực hiện, đến nay đã đạt được 82,22% khối lượng và cam kết 90% khối lượng trong năm 2020. Tuyến Metro số 1 dài gần 20 km, trong đó có 2,6 km đi ngầm với tổng mức đầu tư 46.300 tỷ đồng. Tuyến có tổng cộng 14 nhà ga, 11 nhà ga trên cao và 3 ga ngầm, bắt đầu từ đi bóc Long Bình và kết thúc ở Bến Thành. Hiện dự án đã hoàn thành 70% khối lượng công việc, thành phố đặt mục tiêu hoàn thành 85% khối lượng dự án Metro số 1 trong năm nay để khai thác cuối năm 2021.